Một nhà hát nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa xin phép được bắt đầu. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa các quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân, trong không khí chào mừng các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, đó là kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2018, ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, và hướng tới kỷ niệm 128 năm sinh nhật Bác Hồ kính yêu, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2018. Trong niềm vui của đất nước quê hương, có niềm vui đặc biệt của cán bộ và nhân dân xã Nga Hải, xã Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân. Bởi ngày hôm nay, mùng 6 tháng 5 năm 2018, lại vinh dự tổ chức lễ công bố xã Nga Hải, huyện Nga Sơn đạt chuẩn nông thôn mới. Và danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới của xã Nga Hải chính là niềm vui, là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nga Hải, là thành quả nỗ lực, chung sức đồng bào lòng qua năm tháng xây dựng quê hương Nga Hải ngày càng đổi mới và phát triển. Nhân dịp này, các nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật cải lương trực thuộc nhà hát nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa được về thăm và biểu diễn chương trình nghệ thuật chào mừng. Xin được thay mặt cho ban lãnh đạo, các nghệ sĩ diễn viên kính gửi tới các đồng chí cùng toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi đại lễ công bố xã Nga Hải, huyện Nga Sơn đạt chuẩn nông thôn mới thành công tốt đẹp. Kính thưa tất cả các đồng chí cùng toàn thể quý vị, từ công cuộc kháng chiến cho tới cuộc công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương đất nước thắng lợi của nhân dân ta, gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa đất nước ngày càng vững bước đi lên. Và để mở đầu chương trình trong buổi lễ, trong chương trình nghệ thuật, trong buổi lễ công bố xã Nga Hải đạt chuẩn nông thôn mới ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, bài hát Đảng là cuộc sống của tôi, với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Hoàng Huấn, Thanh Tình và Tốc Múa. Chương trình xin phép được bắt đầu.
chương trình là ca khúc Thăm Bến Nhà Rồng, sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn, bằng giai điệu mượt mà, đậm chất dân ca Nam Bộ, đã được nhạc sĩ của chúng ta miêu tả khá sinh động về hình ảnh của người thanh niên Nguyễn Tất Thành bước lên tàu đi tìm đường cứu nước. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức ca khúc này với sự trở lại sân khấu của nữ nghệ sĩ Thanh Tịnh.
Xin cảm ơn những tràng vỗ tay của các đồng chí và quý vị vừa dành tặng cho tiếng hát nữ ca sĩ Thanh Tình với ca khúc Thăm Bến Nhà Rồng. Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể quý vị, để chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật chào mừng xã Nga Hải đạt chuẩn nông thôn mới, trong thời gian vừa qua, các nghệ sĩ diễn viên của đoàn chúng tôi đã tích cực luyện tập một tiết mục để phù hợp với ý nghĩa của buổi đại lễ ngày hôm nay. Và sau đây, xin được kính gửi tới các đồng chí cùng toàn thể quý vị tiết mục mới nhất của đoàn, đó là ca khúc Bài Ca Xây Dựng Nông Thôn Mới, biên đạo múa Trần Thủy, với phần tham gia biểu diễn của các ca sĩ Hoàng Huấn, Phương Thúy và Tốt Búa. Còn 2 tiếng nữa. Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể quý vị,
quê hương Thanh Hóa, mảnh đất địa linh nhân kiệt, mảnh đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử, truyền thống cách mạng và phát triển kinh tế trong thời kỳ đổi mới. Để tất cả chúng ta, cho dù là những người sinh sống, học tập, làm việc trên quê hương mình, cho tới những người xa quê hương, lúc nào chúng ta cũng hướng về quê hương với tất cả những niềm tự hào. Tiếp theo chương trình xin được kính gửi tới các đồng chí cùng toàn thể quý vị một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Trọng, như một bức tranh bằng những giai điệu, bằng những lời ca với tên đất, tên người đã đi vào huyền thoại. Ca khúc Đường Về Thanh Hóa qua tiếng hát của song ca nữ Ngọc Lan, Phương Thúy. Xin mời các đồng chí và quý vị cùng thưởng thức.
Mảnh đất Thanh Hóa của chúng ta là một mảnh đất điển linh nhân kiệt, đầm thắm tình người, và để một lần nữa cảm nhận rõ và sâu sắc hơn nữa về sự thấm đượm nét ân tình về mảnh đất và con người quê hương xứ Thanh chúng ta, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tiến, ca khúc mang tựa đề Nhớ mãi một miền quê, được bởi sự biểu diễn của các nghệ sĩ ưu tú Vương Hải và ca sĩ Lâm Thúy Hiền. Oh,
trong đất trời. Chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975, đất nước ta đã hoàn toàn thống nhất. Trong niềm vui đó có niềm vui của những người nghệ sĩ. Nhạc sĩ Võ Văn Di đã gần như ngay lập tức sáng tác một bài hát rất nổi tiếng, đó chính là ca khúc Bài ca thống nhất, như niềm vui của những người nghệ sĩ trong ngày chiến thắng của đất nước, của dân tộc. Liên tiếp trong chương trình hôm nay, xin được trân trọng kính mời các đồng chí và quý vị, chúng ta sẽ cùng trở lại với tiếng hát của nữ ca sĩ Lâm Thúy Hiền với ca khúc Bài ca thống nhất. Xin mời các đồng chí và quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
đồng chí, thưa toàn thể quý vị, quê hương Thanh Hóa đang từng ngày đổi mới, vững bước đi lên. Ngay trong những tháng đầu tiên của năm 2018, tỉnh Thanh chúng ta đã gặt hái được những thành tích vô cùng khích lệ. Và việc xây dựng nông thôn mới của huyện Nga Sơn nói chung và xã Nga Hải nói riêng chính là sự góp phần thay đổi diện mạo và sự phát triển của quê hương xứ Thanh. Trước lúc khép lại chương trình nghệ thuật chào mừng hôm nay, xin được kính gửi tới các đồng chí cùng toàn thể quý vị liên khúc lý cải lương Thanh Hóa vào xuân, soạn lời nghệ sĩ ưu tú Vương Hải, âm nhạc Quỳnh Điệp, biên đạo múa Trần Thủy, với phần tham gia biểu diễn của toàn thể nam nữ nghệ sĩ diễn viên đoàn chúng tôi. Xin mời các đồng chí và quý vị dành một tràng vỗ tay cho tiết mục kết thúc của chương trình nghệ thuật chào mừng hôm nay. Xuân vui thay hòa, xuân đến muôn nhà an hòa.
sáng sẽ vẫn như son rằng luôn có ai chung tay xây đời tô thắm đẹp quê hương mình. Đừng bao giờ nỗi đau bất lâm đàn nhân sáng lung linh quê hương đã mấy đêm qua lắm dầu nghi sơn. Các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật cải lương trực thuộc nhà hát nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa chào mừng xã Nga Hải, huyện Nga Sơn đạt chuẩn nông thôn mới, xin phép được dừng tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn sự chú ý theo dõi, sự cổ vũ của các đồng chí và quý vị. Xin kính chúc tất cả các đồng chí và quý vị sức khỏe hạnh phúc. Chúc cho chương trình đại lễ của chúng ta ngày hôm nay thành công rực rỡ. Xin mời các nghệ sĩ chúng ta sẽ lắng lại để các đồng chí đại diện lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Nga Hải sẽ lên tặng hoa chúc mừng. Tiếng hát cùng các tiết mục văn nghệ phục vụ cho buổi lễ và xin được chúc anh chị em trong đội văn nghệ cùng đoàn cải lương Thanh Hóa mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày càng phát triển. Với tình cảm chân thành, ban tổ chức buổi lễ có bó hoa tươi thắm xin được chúc mừng đoàn và xin mời đồng chí trưởng đoàn đứng trước để nhận và xin trân trọng kính mời và giới thiệu ông Thịnh Văn Oanh, Bí thư Đảng bộ sẽ lên trao hoa cho đoàn cải lương. Thank you.
buổi lễ chính thức được bắt đầu. Xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân chúng ta đứng dậy, chỉnh đốn trang phục để chuẩn bị làm lễ. Trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trần Ngọc Quyết, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn, Phó trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Nga Sơn. Xin kính chúc đồng chí sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Về dự buổi lễ hôm nay còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các đồng chí nguyên là Bí thư, Chủ tịch huyện qua các thời kỳ, các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện Nga Sơn. Xin được nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khỏe các đồng chí. Về phiếu đại biểu xã, xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Thịnh Văn Oanh, Bí thư Đảng bộ, trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Nga Hải. Xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Vũ Trọng Chính, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Phó trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Nga Hải. Về dự buổi lễ hôm nay còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, cán bộ Ủy ban nhân dân, các đồng chí trưởng các tổ chức chính trị xã hội, các ngành đoàn thể, các đồng chí nguyên là Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã qua các thời kỳ, các đồng chí được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên, các đồng chí cán bộ cao cấp trong lực lượng vũ trang về nghỉ hưu tại địa phương, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, xóm trưởng các xóm, gia đình có công với cách mạng, đồng chí thương binh hạng 1/4. Xin được nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khỏe các đồng chí, các quý vị. Về dự với buổi lễ hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã Nga Yên, xã Thị Nga Yên thị trấn Nga Thành, xã Nga Giáp, xã Nga Liên, xã Nga Thanh, xã Nga Tiến, xã Nga Thái, xã Nga Văn, xã Nga Trường và xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc. Xin được nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khỏe các đồng chí. Về dự với buổi lễ hôm nay, ban tổ chức cũng xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng ông Hoàng Đức Hưng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vigalacela Vân Hải Quảng Ninh và các đồng chí trong ban lãnh đạo tổng công ty, xin nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khỏe các vị. Về dự với buổi lễ hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng ông Mai Văn Tám, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Vật liệu Xây dựng FICO Thành phố Hồ Chí Minh và các đồng chí trong ban lãnh đạo tổng công ty, xin được nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khỏe các vị. Về dự với buổi lễ hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng ông Nguyễn Văn Năm, Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Ba và các đồng chí trong công ty, xin nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khỏe các vị. Về dự với buổi lễ hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các ông bà đại diện cho các công ty, các doanh nghiệp, các chủ cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện và xã, xin được nhiệt liệt chào mừng và kính chúc các vị sức khỏe thành đạt. Về dự chung vui với Đảng bộ và nhân dân xã nhà hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đại biểu đại diện cho ban liên lạc các hội đồng hương Nga Hải ở thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các bác, các anh, các chị, những người con xa quê đang công tác và đã nghỉ hưu trên khắp cả nước, xin được trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe các bác, các anh, các chị. Xin được nhiệt liệt chào mừng 88 đại biểu tiêu biểu đại diện cho tập thể, hộ gia đình và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn xã. Một lần nữa xin kính chúc các quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã sức khỏe, hạnh phúc. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Thịnh Văn Oanh, Bí thư Đảng bộ, trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Nga Hải lên khai mạc buổi lễ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Thưa đồng chí Mai Sĩ Diến, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cùng các đồng chí đại biểu,
trong đoàn công tác của tỉnh. Kính thưa đồng chí Lê Văn Dậu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, thưa các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân tham dự buổi lễ. Trong không khí hào hùng của những ngày tháng năm lịch sử, hòa chung bầu không khí cùng với toàn đảng, toàn quân, toàn dân trong huyện đang ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018, lập thành tích xuất sắc, chào mừng kỷ niệm lần thứ 64 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2018 và chào mừng kỷ niệm lần thứ 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2018. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Tại buổi lễ trọng thể này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nga Hải rất vinh dự và vô cùng phấn khởi được đón các đồng chí đại biểu, các vị khách quý đã quan tâm dành thời gian về dự, chỉ đạo, chung vui và động viên đối địa phương trong buổi lễ long trọng này. Sự hiện diện của quý đại biểu là thể hiện sự quan tâm sâu sắc, là niềm cổ vũ động viên to lớn đối với sự phát triển mới của xã nhà. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban tổ chức lễ công bố xã Nga Hải đạt chuẩn nông thôn mới, xin được trân trọng gửi đến các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân tham dự buổi lễ lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do Chính phủ phát động, mục tiêu của chương trình là xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phù hợp, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp dịch vụ, gắn phát triển nông thôn với đô thị, xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ, quốc phòng và an ninh trật tự được giữ vững trong 6 năm tổ chức thực hiện. Bên cạnh những thuận lợi, chúng ta gặp không ít những khó khăn thử thách, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sự giúp đỡ và tạo điều kiện của tỉnh, mà nhất là Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, sự hướng dẫn của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới và các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện Nga Sơn, đặc biệt là sự đồng thuận tích cực hưởng ứng, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã, nên chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã nhà đã trở thành một phong trào thi đua sâu rộng, có sức lan tỏa và đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Sản xuất phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ phát triển kinh tế giai đoạn 2012-2017 bình quân đạt 13,5%, giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 110 triệu đồng trên hecta canh tác, bình quân thu nhập đầu người năm 2017 là 30,9 triệu đồng. Đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, các công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ngày càng được đầu tư đồng bộ, nhiều công trình như trường học, trạm y tế, công sở làm việc, sân văn hóa thể thao, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, vân vân đã hoàn thiện đưa vào sử dụng, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Các hoạt động về y tế giáo dục được chú trọng, chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, môi trường nông thôn được cải thiện, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong 6 năm liền đều đạt trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu. 100% số xóm được công nhận xóm đạt chuẩn nông thôn mới. Đến tháng 9 năm 2017, xã đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí về đích xây dựng nông thôn mới trước 3 năm so với nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.
Ghi nhận những thành tích và kết quả đạt được trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới của nhân dân, cán bộ, đảng viên xã Nga Hải, ngày 29 tháng 12 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định số 5155 công nhận xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Đây là một mốc son đánh dấu sự phát triển mới của xã nhà, là động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương Nga Hải ngày càng giàu đẹp, văn minh. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, tại buổi lễ trang trọng này, đảng bộ, chính quyền và ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã nhà sẽ tổng kết và báo cáo với các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các bác, các cô chú anh chị là những người con xa quê và toàn thể nhân dân về những kết quả, những thành tích và kinh nghiệm trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn xã. Đồng thời cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh và khen thưởng những tập thể, hộ gia đình và các cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Với tinh thần đó, thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ công bố xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Một lần nữa, xin kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân dồi dào sức khỏe, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Thịnh Văn Oanh, Bí thư Đảng bộ. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa Đảng bộ và nhân dân. Xây dựng nông thôn mới trong 6 năm qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta cũng gặp rất nhiều khó khăn thách thức. Song Đảng bộ, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân xã Nga Hải đã đoàn kết một lòng, chung tay góp sức xây dựng để tạo nên một bộ mặt nông thôn mới ở địa phương như ngày hôm nay. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Vũ Trọng Chính, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Phó Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Nga Hải lên trình bày báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng nông thôn mới. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân về dự lễ công bố xã Nga Hải đạt chuẩn nông thôn mới. Theo sự phân công của ban tổ chức, tôi xin được trình bày báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Nga Hải giai đoạn 2012-2017. Một lớn là về đặc điểm tình hình và quá trình tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của xã. Xã Nga Hải là vùng màu, nằm ở phía đông bắc huyện Nga Sơn, được bảy thành 9 xóm, có tổng diện tích tự nhiên là 432,7 hectare,
trong đó đất nông nghiệp là 277,62 ha, toàn xã có 1.456 hộ với 4.712 khẩu. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bước đầu trong quá trình tổ chức thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, đó là kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, ngành nghề và dịch vụ chưa phát triển, hạ tầng nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất và dân sinh, trung tâm văn hóa xã chưa được xây dựng, các nhà văn hóa và khu thể thao của thôn chưa đạt yêu cầu, trạm y tế thì xuống cấp, mới có 1/3 trường đạt chuẩn quốc gia, thu nhập của người dân mới đạt 12 triệu đồng trên người trên năm. Tính năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo trên 17%, lao động trong nông nghiệp là 82,7%. Đến năm 2012 mới cơ bản được 8/19 tiêu chí nông thôn mới. Để thực hiện 11 tiêu chí còn lại là một nhiệm vụ hết sức nặng nề với khối lượng công việc là rất lớn. Trước tình hình đó, Ban chấp hành Đảng bộ đã tổ chức quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, xác định lấy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân làm nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt gắn với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đảng bộ chính quyền xã Hải đã tập trung chỉ đạo quyết liệt xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện từng tiêu chí, xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện có hiệu quả từ công tác tuyên truyền đến hành động, chung tay xây dựng nông thôn mới của các tầng lớp nhân dân, huy động sử dụng hợp lý các nguồn lực, chú trọng công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường bền vững. Kết quả 6 năm thực hiện, xã Hải đã hoàn thành 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân thì được nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng, đầu tư xây dựng, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, phần hai lớn kết quả đạt được. Về công tác chỉ đạo điều hành, để thực hiện tốt các nội dung xây dựng nông thôn mới, xã đã tiến hành rà soát thực trạng các tiêu chí, từ đó đặt ra chương trình kế hoạch, mục tiêu phấn đấu thực hiện các tiêu chí theo lộ trình hàng năm với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Cùng với cơ chế hỗ trợ và kế hoạch kích cầu của xã trong làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương, khuôn viên nhà văn hóa làng và hỗ trợ sản xuất, bằng công tác tuyên truyền, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được thực hiện đồng bộ từ xã đến thôn, nhân dân thấy vai trò chủ thể của mình và ý nghĩa của chương trình. Với sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã thực hiện chính sách đa dạng hóa các nguồn vốn trong huy động, xây dựng cơ sở hạ tầng, lồng ghép các nguồn vốn dự án từ ngân sách cấp trên, kêu gọi đầu tư hỗ trợ của các doanh nghiệp, đồng thời kêu gọi sự đóng góp của nhân dân, sự ủng hộ của con em, thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, các khoản đóng góp được đưa vào bàn bạc thống nhất theo nguyên tắc tự nguyện và công khai. Về công tác thông tin tuyên truyền thì tuyên truyền xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng trong việc tổ chức thực hiện chương trình, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, làm cho nhân dân hiểu rõ xây dựng nông thôn mới chính là xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, phát triển sản xuất để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Từ đó, nhân dân đã tích cực đóng góp công sức, tiền của để thực hiện chương trình. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đã ban hành quy chế hoạt động, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban ngành, đoàn thể tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện, như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thì tổ chức làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, động viên huy động nguồn lực để xây dựng các nội dung trong đề án đã được phê duyệt, đồng thời tham gia giám sát việc tổ chức thực hiện các chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Hội nông dân chịu trách nhiệm vận động hội viên gương mẫu đi đầu trong việc xây dựng các mô hình kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng cây có giá trị hàng hóa, có năng suất chất lượng cao, xóa hộ đói, giảm hộ nghèo. Hội phụ nữ có trách nhiệm thực hiện tốt cuộc vận động nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình 503 sạch. Hội viên giúp nhau làm giàu, giải quyết việc làm, thực hiện công tác vệ sinh môi trường. Hội cựu chiến binh có trách nhiệm vận động hội viên gương mẫu đi đầu làm tốt công tác phát triển kinh tế gia trại, trang trại và cải tạo vườn tạp, xây dựng các công trình vệ sinh. Đoàn thanh niên xung kích đi đầu trong phong trào lập thân lập nghiệp, bảo vệ an ninh trật tự của địa phương, vận động đoàn viên thanh niên xây dựng nông thôn xanh sạch đẹp. Hội người cao tuổi thực hiện tốt cuộc vận động ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, khuyến khích con cháu thực hiện tốt công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương,
tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt tương kỳ của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, qua hệ thống truyền thanh của xã, thông qua các cuộc thi tìm hiểu về xây dựng nông thôn mới. Do đó, tổ chức và tuyên truyền trên hệ thống pano áp phích nơi công cộng và các khu dân cư tập trung. Từ đó đã tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy mà mọi chủ trương, nghị quyết, kế hoạch về xây dựng nông thôn mới đã thực sự đi vào lòng dân và được nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực, trở thành phong trào thi đua rộng khắp ở địa phương. Về công tác phát triển sản xuất ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân, đây là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Qua 6 năm triển khai xây dựng, giá trị ngành sản xuất nông nghiệp không ngừng phát triển, cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập của người dân từng bước được nâng lên từ kết quả tổ chức sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các nguồn thu khác đã góp phần đưa tốc độ gia tăng giá trị sản xuất đạt 16% trên năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 30,9 triệu đồng trên người trên năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng tích cực, giảm tỷ trọng trong nông nghiệp, tăng tỷ trọng trong công nghiệp dịch vụ, cụ thể là nông lâm thủy sản 40%, công nghiệp xây dựng 29%, dịch vụ 31%, số hộ khá hộ giàu chiếm 50%, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,72%. Về kết quả xây dựng hạ tầng nông thôn, trong số năm qua đã đầu tư nâng cấp và xây dựng mới 26 km đường giao thông các loại, xây mới 3 phòng lớp học, 6 phòng chức năng của trường mầm non, xây trạm y tế khuôn viên, nhà làm việc công sở xã, chỉnh trang xây dựng mới 9 nhà văn hóa thôn, phát động nhân dân xây mới 150 nhà ở dân cư, nâng cấp 146 nhà ở và công trình phụ trợ, 200 hộ đầu tư xây dựng, cải tạo công trình nhà tiêu hợp vệ sinh. Địa phương đã huy động nhân dân tham gia đóng góp trên 500 ngày công lao động, hiến 7 hectare đất để xây dựng các công trình giao thông, kênh mương và các công trình công cộng khác. Xã đã khai thác hiệu quả nguồn thu từ địa bàn, vận động nhân dân đóng góp, kêu gọi con em Nga Hải đang học tập và công tác trong và ngoài tỉnh ủng hộ cùng với ngân sách của xã, của nhà nước cấp trên hỗ trợ để đầu tư xây dựng. Đến nay cơ bản đã hoàn thành các hạng mục công trình phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, phục vụ dân sinh. Tổng kinh phí đã thực hiện là 136 tỷ 870 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương và tỉnh, huyện là 15 tỷ 153 triệu đồng, ngân sách xã là 20 tỷ 867 triệu đồng, vốn vay tín dụng các doanh nghiệp là 19 tỷ 800 triệu đồng, vốn đầu tư từ nhân dân và con em là 81 tỷ 050 triệu đồng. Năm về văn hóa, xã hội và môi trường. Hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục và môi trường luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm. Các hoạt động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng cao chất lượng, đi vào cuộc sống. Đến nay đã có 9 trên 9 thôn đạt thôn chuẩn nông thôn mới, 9 trên 9 làng đạt danh hiệu làng văn hóa, 3 trường học và cơ quan ủy ban nhân dân đạt cơ quan văn hóa. Các phong trào xây dựng gia đình hữu học, gia đình văn hóa, gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo luôn được quan tâm thực hiện tốt. Kết quả bình xét hàng năm đạt 92,6% gia đình văn hóa, thực hiện nghiêm túc chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, quyết định 1323 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cưới, việc tang và lễ hội. Thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách người có công với cách mạng, thường xuyên thăm hỏi động viên các gia đình chính sách khó khăn và cấp phát chế độ chính sách đầy đủ kịp thời. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, đã hoàn thành phổ cập ở cả 3 cấp học. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học trung học phổ thông, bổ túc và đào tạo nghề đạt tỷ lệ cao. Chất lượng lao động trong qua đào tạo được nâng lên. Công tác y tế dân số có nhiều chuyển biến, cơ sở vật chất của trạm y tế được đầu tư xây dựng mới từ nguồn kinh phí của doanh nghiệp. Chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được nâng lên, nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đến năm 2017, người dân Nga Hải tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,53%. Công tác môi trường được quan tâm, 100% số hộ sử dụng nước sạch vệ sinh, đường làng ngõ xóm thông thoáng sạch sẽ, nghĩa địa được xây dựng tường bao quanh, có quy chế hoạt động, được tổng dọn vệ sinh môi trường định kỳ hàng tháng, được duy trì cảnh quan môi trường khu dân cư ngày được cải thiện. 6 là về công tác quốc phòng và an ninh, thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự, huấn luyện dân quân bảo dân quân tự vệ hàng năm, động viên thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng lên đường nhập ngũ, hàng năm đã hoàn thành 100% chỉ tiêu huyện giao. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm. Phong trào toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với phong trào xây dựng nền quốc phòng toàn dân luôn được quan tâm và đẩy mạnh. Ban chỉ đạo
an ninh trật tự của xã tổ chức thực hiện có hiệu quả tổ an ninh xã hội các khu dân cư đã được xây dựng và hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, giải quyết cơ bản những mâu thuẫn, những thắc mắc trong nội bộ dân cư. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được ổn định và giữ vững. 7 là công tác xây dựng hệ thống chính trị. Đảng bộ luôn xác định xây dựng đảng là đảng bộ trong sạch vững mạnh là nhân tố quyết định mọi sự thành công của địa phương. Do đó thường xuyên tổ chức tốt việc quán triệt học tập các nghị quyết của đảng và học tập theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và vận động nhân dân thực hiện. Đảng bộ được công nhận đảng bộ trong sạch vững mạnh 3 năm liên tục 2015 đến 2017. Chính quyền không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đổi mới công tác chỉ đạo và điều hành. Hoạt động mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị không ngừng được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, sâu sát nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã thực sự là cầu nối giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với đảng, xây dựng khối đại đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, trọng tâm là việc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tóm lại, sau 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, nhiều tập thể cá nhân đã có những đóng góp và ủng hộ công sức tiền của, điển hình là hộ ông Đặng Duy Cương, ông Mai Sĩ Cảnh, bà Nguyễn Thị Vi, bà Vũ Thị Cậy đã sẵn sàng bón chặt những cây ăn trái hàng chục năm tuổi, tháo gỡ tường rào, hiến hàng trăm mét vuông đất ở để mở rộng đường giao thông mà không nhận tiền đền bù. Tiêu biểu là những tấm gương như hộ ông Mai Văn Khuây xóm Hải Bình, huyện ông Nguyễn Phong Liên xóm Hải Tiến, hộ bà Đặng Thị Hiển xóm Cần Thanh đã động viên tuyên truyền đến con cháu đang công tác ở xa ủng hộ hàng trăm triệu đồng về quê để xóm xây dựng khuôn viên nhà văn hóa và các hạng mục công trình hạ tầng thiết yếu, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới ở Nga Hải thực sự đã đổi thay, bộ mặt nông thôn được khởi sắc, các công trình kinh tế xã hội trên địa bàn đã được đầu tư xây dựng khang trang kiên cố, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đó là nền tảng để Nga Hải tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng nông thôn mới cho những năm tiếp theo, phấn đấu xây dựng Nga Hải trở thành xã kiểu mẫu vào những năm 20. Với những kết quả đạt được trong những năm qua, ngày 29 tháng 12 năm 2017, xã Nga Hải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ký ban hành quyết định công nhận xã Nga Hải đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Về nhiệm vụ và các giải pháp giai đoạn 2018-2020 về mục tiêu là nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu, tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ sở vật chất phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, hướng đến xây dựng thành xã kiểu mẫu, quan tâm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế với tốc độ tăng giá trị sản xuất hàng năm từ 16% trở lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 46 triệu đồng, hộ nghèo giảm xuống dưới 2%. Đảng bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh, 100% tổ chức trong hệ thống chính trị đạt tiên tiến xuất sắc, 100% số thôn đạt thôn văn hóa, quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được luôn được bảo đảm, duy trì và củng cố và nâng cao chất lượng của các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt được, giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020. Về một số giải pháp chủ yếu, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập gắn với bảo vệ môi trường, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các mô hình sản xuất gia trại, trang trại, tăng cường công tác giáo dục theo hướng đào tạo nghề gắn với chuyển đổi nghề cho lao động nông nghiệp nông thôn, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, khu dân cư, nơi công cộng, bảo đảm môi trường luôn xanh, sạch, đẹp, đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ tổ quốc, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa đi đôi với đấu tranh ngăn chặn, không để phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội, không để xảy ra các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn xã, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đoàn ngành đoàn thể từ xã đến xóm, nhất là công tác tuyên truyền vận động thực hiện các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, thường xuyên nâng cao trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức bằng việc làm cụ thể thiết thực, nói đi đôi với làm để tạo lòng tin đối với nhân dân,
xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Đảng bộ và nhân dân Nghệ Hải rất tự hào và vinh dự được đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời cũng là động lực để xã Nghệ Hải tiếp tục phấn đấu trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu với truyền thống cách mạng, sự đoàn kết thống nhất cao. Đảng bộ và nhân dân xã Nghệ Hải quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 22 đã đề ra, giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới và xây dựng Nghệ Hải giàu đẹp, văn minh. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể đồng chí. Trân trọng cảm ơn đồng chí Vũ Trọng Chính. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phan Xuân Hùng, Phó phòng nghiệp vụ, Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa lên công bố quyết định công nhận xã Nghệ Hải đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Nghệ Hải, sau đây tôi xin được trân trọng công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Nghệ Hải, huyện Nga Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa số 5155 QĐUBND Thanh Hóa ngày 29 tháng 12 năm 2017. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ quyết định số 1600 ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, căn cứ quyết định số 2540 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới. Căn cứ nghị quyết số 126 ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 kỳ họp thứ 13 về việc ban hành cơ chế chính sách khuyến khích xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020. Căn cứ quyết định số 1415 ngày 3 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa. Xét đề nghị tại tờ trình số 444 ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh. Quyết định điều 1 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 cho xã Nghệ Hải, huyện Nga Sơn. Điều 2 xã Nghệ Hải, huyện Nga Sơn được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và được hỗ trợ 1 tỷ đồng theo quy định tại nghị quyết số 126 ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Điều 3, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh, Ban thi đua khen thưởng tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nga Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghệ Hải và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Sau đây đến phần trao thưởng, tôi xin được trân trọng kính mời các đồng chí Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã thay mặt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Nghệ Hải lên lễ đài đón bằng công nhận và phần thưởng của tỉnh. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Tiếp theo tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Dương Văn Sang, Phó Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh lên lễ đài trao bằng công nhận và phần thưởng của tỉnh cho xã Nghệ Hải. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Dương Văn Giang, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Phan Xuân Hùng và đồng chí Dương Văn Giang. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trong niềm vui lớn trọng đại hôm nay, Đảng bộ và nhân dân xã Ngải rất vinh dự và tự hào được các quý vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, của huyện đã dành thời gian về chỉ đạo, cổ vũ động viên cán bộ, nhân dân toàn xã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, duy trì bền vững và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trong thời gian tiếp theo. Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới quê hương Nga Hải thân yêu. Tại buổi lễ trọng đại này, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể huyện Nga Sơn đã trích 100 triệu đồng thưởng cho xã Nga Hải đạt chuẩn nông thôn mới. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Văn Dậu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Trần Ngọc Quyết, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn lên trao phần thưởng và hoa cho nhân dân và cán bộ xã Nga Hải. Và xin được kính mời đồng chí Thịnh Văn Oanh, Bí thư Đảng bộ, đồng chí Vũ Đồng Chính, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thay mặt cho cán bộ và nhân dân lên nhận hoa và quà chúc mừng của huyện. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Xin được cảm ơn đồng chí Lê Văn Dậu, đồng chí Trần Ngọc Quyết và xin được kính chúc các đồng chí sức khỏe. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí cán bộ và nhân dân, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới không chỉ là sự vào cuộc của cấp ủy, của chính quyền mà quan trọng hơn là sự vào cuộc chung tay góp sức của cả cộng đồng dân cư, đặc biệt là sự huy động sức dân vào chương trình góp phần hoàn thành các mục tiêu chí nông thôn mới của xóm, của xã. Cũng như Bác Hồ kính yêu đã từng nói, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Hòa chung niềm vui này, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Mai Sĩ Cảnh, đại diện khu dân cư xóm Trung Tiến lên phát biểu cảm tưởng. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, kính thưa các đồng chí cán bộ
đảng viên, nhân dân trong xã. Hôm nay, ngày 6 tháng 5 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nga Hải phấn khởi tổ chức lễ đón nhận quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới. Là một công dân trong xã, tôi xin phép được phát biểu một vài lời cảm nhận như sau. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bộ, chính quyền và nhân dân Nga Hải đã phát huy truyền thống đơn vị anh hùng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đến nay đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu, chỉ tiêu nhà nước, chính phủ đã đề ra. Sáu năm qua, bằng sự nỗ lực không mỏi mệt của Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân trong xã và các anh chị đang công tác trên mọi miền đất nước, đến nay cơ sở hạ tầng đã khang trang, đời sống vật chất, đời sống văn hóa, đời sống tinh thần của nhân dân đã được nâng lên cao hơn. Đói nghèo, lạc hậu đang từng bước được đẩy lùi. Nhớ những ngày đầu tiên triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, các đồng chí cấp ủy, chính quyền đã về họp với từng cụm dân cư trong xã. Các đồng chí đã đến từng nhà dân để nói rõ biện pháp, kế hoạch, thời gian xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, dân chúng đã thấy rõ nghĩa vụ, quyền lợi và tin tưởng vào tương lai tươi sáng của xây dựng nông thôn mới. Mọi nhà, mọi người bắt tay hiến công, hiến sức, hiến của để xây dựng nông thôn mới. Trong đó có những gia đình chặt đi hàng cây xanh lưu niệm, phá đi tường rào, phá đi một hai gian nhà yêu quý của mình để nhường đất, mở rộng lề đường giao thông nông thôn. Chúng tôi được biết hàng trăm người con quê hương đang công tác ở các cấp bộ, vụ, viện, ban ngành trung ương ở tỉnh, ở huyện. Hàng trăm người con là các doanh nhân, doanh nghiệp, những nhà hảo tâm đã tích cực vì quê hương, vì nông thôn mới, huy động hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng gửi về xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn mới. Kết quả, chính quyền, đảng bộ và nhân dân địa phương đã sử dụng nguồn vốn đó vào việc nâng cấp tường đài điện trí khang trang, lộng lẫy hơn, xây dựng trạm y tế đủ điều kiện để khám chữa bệnh, điều trị cho nhân dân, nâng cao cấp trường tiểu học, trường mầm non, trường trung học lên một mức mới, đặc biệt là trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Hướng về nông thôn mới không những là xây dựng cơ sở hạ tầng trường trạm, mà còn hơn nữa là với tấm lòng tri ân các bậc tiền nhân, các cháu con đã tiến cúng tiền của công sức xây dựng lăng mộ thành khuôn viên trang nghiêm xứng tầm với nông thôn mới.
nhân dân trong xã phấn khởi thi đua sản xuất, dồn điền đổi thửa, cải tạo đồng ruộng, chuyển đổi cây trồng, phát triển chăn nuôi, mở rộng ngành nghề dịch vụ, đời sống mỗi ngày một no ấm hơn, hạnh phúc hơn. Nông thôn mới còn một điều đáng chú ý nữa là tình người, người với người gần gũi, đoàn kết, thân thiết, đồng cảm, sẻ chia và chan hòa. Tối lại, sáng ra các cụ ông cụ bà, các anh chị, các cháu thiếu niên cùng nhau đi bộ thể dục trên những con đường liên thôn liên xã. Tối lại quây quần bên TV để tiếp thu chương trình nghị sự của Đảng và nước, thời sự và chính trị của Việt Nam và thế giới. Đặc biệt là quây quần bên chiếc TV để nghe thời sự và để cổ vũ động viên cho những trận cầu tuyệt đẹp, việc thay những cú sút tung lưới đối phương. Thi đua xây dựng gia đình văn hóa mới, ông bà cha mẹ máu mừng, con cháu thảo hiển, trên dưới trên thuận dưới hòa, gia đình hạnh phúc, con cháu trở thành con ngoan của gia đình, học sinh giỏi của nhà trường, học cao và học giỏi. Cấp khắc tại nông thôn mới dựng lên một diện mạo mới, một sức sống mới, khắc lên một dáng đứng quê hương to đẹp, đàng hoàng và đáp ứng được lời mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Trong buổi lễ trọng đại hôm nay, hẳn anh linh các liệt sĩ đã dũng cảm hy sinh trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cũng thấu hiểu và thỏa lòng với thành tích của quê hương. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Nga Hải sẽ sáng suốt hơn nữa, đoàn kết hơn nữa, phát huy truyền thống của các anh hùng, phát huy những bài học đã đạt được trong bước đầu của xây dựng nông thôn mới, để một ngày không xa xã ta trở thành một xã nông thôn kiểu mẫu. Tôi tin tưởng chắc chắn và kính gửi lời chúc sức khỏe đến các vị đại biểu, đến các đồng chí cán bộ đảng viên và nhân dân nông xã, và kính chúc các đồng chí an khang, thịnh vượng, hạnh phúc. Xin chào. Xin được cảm ơn ông Mai Sĩ Cảnh. Kính thưa các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý, kính thưa các đồng chí cán bộ đảng viên trong đảng bộ và toàn thể nhân dân. Đồng chí đại tá Đặng Anh Cự, người con của quê hương Nga Hải, đại diện cho những người con xa quê, hôm nay đồng chí về dự với buổi lễ chung vui cùng đảng bộ và nhân dân xã nhà. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí đại tá Đặng Anh Cự lên phát biểu cảm tưởng. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa ông Mai Sĩ Diễn, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, là một trong nhiều người con thành đạt của xã nhà.
Kính thưa ông Lê Văn Dầu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Nga Sơn. Kính thưa ông Trần Ngọc Quyết, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nga Sơn. Kính thưa các đồng chí, nguyên là Bí thư Huyện ủy huyện Nga Sơn, nguyên lãnh đạo xã Nga Hải qua các thời kỳ. Ông Thịnh Văn Oanh, Bí thư Đảng bộ xã Nga Hải. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể đảng viên nhân dân xã nhà. Trong không khí tưng bừng, xã nhà tổ chức đón nhận bằng đạt chuẩn nông thôn mới. Rất vinh dự cho tôi được đại diện cho những người con xa quê đang công tác học tập, sinh sống trên mọi miền của Tổ quốc và cả kiều bào của xã nhà ở nước ngoài xin phát biểu cảm tưởng trong ngày vui lịch sử. Trước hết cho phép tôi gửi lời chúc tới các đồng chí đại biểu, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và toàn thể nhân dân xã nhà lời chúc sức khỏe, chúc mọi sự tốt đẹp nhất. Là người con sinh ra và lớn lên tại quê hương Nga Hải, sau gần nửa thế kỷ xa quê, nay về với xã nhà, tôi thật sự bồi hồi, xúc động trước sự đổi thay đến diệu kỳ, cả về chiều rộng và chiều sâu, cả trong nhận thức và hành động. Các đồng chí đã làm thức dậy những tiềm năng và tình yêu quê hương vốn dĩ đã nằm yên suốt mấy trăm năm qua ở xã nhà. Đã đưa xã nhà vượt lên khó khăn, vượt lên thách thức, đoàn kết muôn lòng như một, xây dựng xã nhà đạt chuẩn nông thôn mới. Để có sự so sánh, đánh giá, tôi bồi hồi nhớ lại thời gian trước đây. Đường làng, ngõ xóm quanh co, bé nhỏ, hầu hết là nhà tranh, vách đất. Đời sống nhân dân rất khó khăn. Trung tâm văn hóa xã nhà chỉ có một sân Đình Phúc, nơi đã bao lần tiến đưa con em lên đường tham gia vào cuộc trường chinh vĩ đại, giải phóng non sông, thống nhất đất nước. Về giao thông chỉ có một con đường đất và một chiếc cầu huyền bé nhỏ nối đôi bờ sông tồn tại từ thời Pháp thuộc. Và còn biết bao khó khăn nữa mà đảng bộ nhân dân xã nhà đã chịu đựng để phấn đấu vượt qua. Ta mới thấy được sự thay đổi phát triển hôm nay là lớn lao, là trân trọng biết nhường nào. Trước mắt chúng ta biết bao công trình văn hóa an sinh xã hội đang sừng sững mọc lên. Có thể nói thế hệ lãnh đạo hôm nay và đảng bộ hôm nay, nhân dân hôm nay đã biến cải quê hương từ vũng lên đồi, đi từ không đến có, đi từ ít đến nhiều. Chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động trước tượng đài liệt sĩ, tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng đã được xây dựng khang trang ở nơi trung tâm trang trọng nhất của xã nhà. Điều đó đã nói lên sự tôn trọng, uống nước như nguồn, tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, vì Tổ quốc trường tồn. Cảm xúc của tôi dâng trào, thật khó nói nên lời. Có lẽ những người con xa quê có mặt hôm nay ở đây hoặc vì điều kiện không về được cũng có chung cảm xúc như tôi trước buổi đại lễ này. Sự thật là đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, kết cấu hạ tầng được xây dựng đồng bộ, đường làng ngõ xóm khang trang sạch đẹp, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi lớn lao. Đó là những gì đã rung động trong tôi về một ngày mai xã sẽ tiếp tục phát triển để xứng tầm cao hơn của một xã Nga Hải anh hùng. Chúng ta khẳng định thành quả đầu tiên là sự lãnh đạo của đảng ủy, của đảng bộ xã Nga Hải và sự trân trọng biết ơn, nỗ lực, sự lãnh đạo của huyện ủy, của ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn, cao hơn nữa là các cơ quan tỉnh, trung ương đã quan tâm đặc biệt đến xã nhà. Trong ngày vui trọng đại này, thay mặt cho những người con xa quê, tôi xin hứa với lãnh đạo và nhân dân xã nhà, mặc dù sinh sống và làm việc ở đâu, vẫn hướng về quê hương sẽ cùng nhau vận động, đóng góp cho quê hương bằng tất cả tinh thần và nghị lực, bằng tình cảm sâu đậm mà chúng tôi luôn khắc ghi trong tim mình. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Một lần nữa xin kính chúc các quý vị đại biểu và các lãnh đạo, các đồng chí lãnh đạo và nhân dân xã nhà luôn có sức khỏe dồi dào, đoàn kết một lòng khắc phục khó khăn, xây dựng xã nhà sớm trở thành xã kiểu mẫu. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn đồng chí đại tá Đặng Anh Cự đã thay lời cho những người con của quê hương Nga Hải xa quê nói lên những cái tình cảm sâu lắng của mình tại buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa các đồng chí cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Nga Hải đã đạt được những thành tích to lớn như ngày hôm nay là có sự chỉ đạo, sự định hướng, quan tâm, giúp đỡ động viên của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành cấp tỉnh, của huyện ủy,
Ủy ban nhân dân huyện, các ban ngành của huyện. Hôm nay trong không khí trang trọng của buổi lễ, chúng ta vô cùng phấn khởi được đón các đồng chí lãnh đạo cấp tỉnh, các đồng chí lãnh đạo cấp huyện đã về dự buổi lễ, càng thể hiện tình cảm và sự quan tâm, niềm cổ vũ động viên đặc biệt đối với Đảng bộ và nhân dân xã Nga Hải. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Văn Dậu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nga Sơn, Phó trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Nga Sơn, thay mặt cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn lên phát biểu chỉ đạo. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Mai Sĩ Diến, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Kính thưa đồng chí Dương Văn Giang, phó chánh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa. Kính thưa các đồng chí nguyên bí thư chủ tịch huyện qua các thời kỳ. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Nga Hải. Hôm nay trong không khí của những ngày tháng năm lịch sử, tôi rất vui mừng tham dự buổi lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Thay mặt cho lãnh đạo huyện, tôi xin chia sẻ niềm vui cùng toàn thể đảng bộ và nhân dân xã nhà, chúc mừng những thành tích mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nga Hải đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong nhiều năm qua. Xin gửi tới các vị đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí và toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Kính thưa các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015-2020, đó là xây dựng huyện Nga Sơn trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020. Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Nga Sơn đã lãnh đạo nhân dân khắc phục những khó khăn, thử thách, phát huy được những tiềm năng thế mạnh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, đưa kinh tế phát triển nhanh và bền vững, kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ. Phong trào xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đến nay, trên địa bàn toàn huyện đã có 15 trên 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 128 trên 228 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân toàn huyện đạt 17,12 tiêu chí trên xã. Bộ mặt nông thôn trên quê hương Nga Sơn ngày một đổi mới, tích cực. Văn hóa xã hội tiếp tục có bước chuyển biến mạnh mẽ. Quốc phòng an ninh được giữ vững, các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong những kết quả to lớn ấy, có sự đóng góp tích cực và quan trọng của đảng bộ và nhân dân xã Nga Hải. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, Nga Hải là địa danh giàu truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước và cách mạng. Trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển mảnh đất, con người nơi đây luôn tạo ra những điểm sáng, những bước phát triển đột phá. Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, nhân dân đã đồng lòng chung sức xây dựng nông thôn mới. Xã Nga Hải có những chuyển mình rõ rệt, đổi thay tích cực theo xu thế phát triển chung của đất nước. Văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố và tăng cường. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao. Đảng bộ xã nhiều năm được công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể luôn là những đơn vị top đầu phong trào thi đua của cả huyện. Đó là những nền móng vững chắc để các phong trào của xã nhà tiếp tục có bước phát triển vững chắc hơn. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xuất phát điểm của xã Nga Hải là đất thấp, gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, hệ thống giao thông nông thôn, giao thông, kênh mương nội đồng, trường học, cơ sở vật chất văn hóa cần phải đầu tư rất nhiều mới đảm bảo đạt chuẩn tiêu chí. Năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo còn cao trên 15%, thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt 16 triệu đồng trên người trên năm. Lao động trong nông nghiệp chiếm tỷ lệ còn khá cao trên 75%. Song với sự quyết tâm của đảng bộ và nhân dân trong xã, Nga Hải đã hoàn thành xã nông thôn mới.
kinh tế phát triển nhanh và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực đúng hướng, là đơn vị có những đột phá trong xây dựng nông thôn mới, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, y tế, giáo dục, đảm bảo vệ sinh môi trường luôn phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2017 của xã đã đạt 30,9 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,72%, quốc phòng an ninh được tăng cường, củng cố, xây dựng đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, chính quyền và các đoàn thể đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những kết quả đạt được của xã Nga Hải là tương đối toàn diện, điểm nổi bật là toàn dân đoàn kết thực hiện phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Xã biết kết hợp sức mạnh từ ý đảng, lòng dân trên cơ sở các chủ trương, cơ chế, chính sách của trung ương, của tỉnh, của huyện. Nga Hải đã biết phát huy những nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, làm tốt công tác xã hội hóa, tranh thủ huy động được nguồn lực từ bên ngoài, nhất là sự đóng góp, cống hiến của con em địa phương thành đạt, trưởng thành, đang lao động, công tác, sinh sống ở mọi miền đất nước về tình cảm, trách nhiệm, trí tuệ, tiền tài, vật lực hướng về quê hương cùng với quê hương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở cơ sở, điện, đường, trường trạm, công sở, nhà ở khu dân cư, nhà văn hóa từ xã tới thôn, khang trang sạch đẹp. Với sự kiên trì trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp, sức sáng tạo trong tổ chức thực hiện, Nga Hải đã hoàn thành toàn bộ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, hôm nay chúng ta đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, chúng ta chứng kiến sự đổi thay vượt bậc, diện mạo nông thôn, kết cấu hạ tầng được xây dựng khang trang, sạch đẹp, đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh, đời sống dân sinh, đường giao thông liên thôn, giao thông xã, đường thôn xóm đã được nhựa hóa, bê tông hóa, trường học, trạm y tế được chuẩn hóa, nhà văn hóa xã của thôn đáp ứng yêu cầu sinh hoạt của nhân dân, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài được quan tâm phát triển. Đảng bộ và nhân dân xã Nga Hải trong những năm qua đã giành được nhiều thành tích và hôm nay niềm vui phấn khởi ấy được nhân lên khi nhân dân và cán bộ xã Nga Hải được đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là niềm vui lớn, niềm tự hào và là minh chứng cho sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân xã nhà. Tại buổi lễ trọng thể này, thay mặt cho lãnh đạo huyện, tôi xin ghi nhận, chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Nga Hải đã đạt được trong việc xây dựng nông thôn mới. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình, giữ vững là đơn vị điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện, tôi đề nghị Đảng bộ và nhân dân xã Nga Hải cần thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau đây. Một là tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cần xác định rõ xây dựng nông thôn mới là chương trình mang tính chiến lược lâu dài. Tổ chức thực hiện tốt chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mục tiêu quan trọng nhất là phải nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, tiếp tục thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, trong đó phát huy nội lực của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng đã được đầu tư xây dựng cần phải được quản lý và sử dụng có hiệu quả. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020. Hai là nhanh chóng khắc phục những hạn chế, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức để nhân dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia góp sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, thực hiện công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, con em thành đạt xa quê và các doanh nghiệp, đồng thời khai thác tốt các nguồn thu tại địa phương để tiếp tục thực hiện chương trình, duy trì và củng cố các tiêu chí và giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ba là tập trung hơn nữa cho sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, chú trọng đầu tư nhiều cho phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo tinh thần nghị quyết 03 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 22, đẩy mạnh phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp,
phát triển dịch vụ theo tinh thần nghị quyết số 05 của Ban chấp hành Đảng bộ khóa 22. 4 là tiếp tục đẩy mạnh phát triển hơn nữa các hoạt động văn hóa và giữ gìn văn hóa cộng đồng làng xã nông thôn mới, chăm lo cho phát triển sự nghiệp giáo dục, phấn đấu có nhiều học sinh đậu vào các trường đại học và đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia mua bảo hiểm y tế đảm bảo theo quy định, thực hiện tốt chế độ an sinh xã hội, chính sách cho người có công, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, làm tốt công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đảm bảo môi trường lành mạnh cho phát triển kinh tế xã hội. 5 là tiếp tục tăng cường đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ và hiệu quả công tác lãnh đạo. Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể chính trị đổi mới cách nghĩ, cách làm, tổ chức thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng và chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết thực hiện tốt các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, của cấp ủy chính quyền địa phương, cơ sở và giúp nhau cùng phát triển kinh tế để xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo huyện, xin được cảm ơn Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, các sở ban ngành cấp tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ để xã Nga Hải, huyện Nga Sơn hoàn thành xây dựng nông thôn mới đảm bảo đúng mục tiêu, lộ trình, kế hoạch của huyện đề ra. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống cách mạng của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nga Hải sẽ tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp phát triển bền vững nông nghiệp, nông dân, nông thôn của huyện nhà. Một lần nữa, thay mặt cho lãnh đạo huyện, xin gửi tới Đảng bộ và nhân dân xã Nga Hải cùng các quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đảng bộ và nhân dân xã Nga Hải luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy thành tích đã đạt được, đẩy mạnh phong trào thi đua để sớm hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xây dựng xã kiểu mẫu. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn đồng chí Lê Văn Dậu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nga Sơn đã dự và có những phát biểu chỉ đạo định hướng cụ thể quan trọng. Cán bộ và nhân dân Nga Hải xin được lĩnh hội, tiếp thu và phát huy những kết quả đạt được, duy trì bền vững và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong thời gian tiếp theo. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, nhân dịp xã nhà tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xã Nga Hải đạt chuẩn nông thôn mới, Bộ Lao động và Thương binh Xã hội có 12 suất quà tặng cho các đối tượng người có công và 50 suất quà cho học sinh trường trung học cơ sở và trường tiểu học Nga Hải với tổng số tiền là 62 triệu đồng. Sau đây tôi xin được trân trọng kính mời các ông bà có tên sau đây lên sân khấu để nhận. Xin mời ông Mai Sĩ Tọa ở Đông Hải, ông Mai Thế Dương ở xóm Hải Nam, ông Lê Trọng Khiêm ở xóm Hải Lộc, bà Đặng Thị Nưng ở xóm Trung Tiến, ông Vũ Huy Tuy ở xóm Bắc Sơn, ông Mai Duy Hoạt ở xóm Tây Sơn, ông Nguyễn Hữu Thạnh ở xóm Hải Tiến, ông Đặng Văn Thụy ở xóm Cần Thanh, ông Mai Xuân Mưng ở xóm Hải Bình, ông Nguyễn Bá Hiệu ở xóm Đông Hải, ông Mai Hữu Hỗ ở xóm Hải Tiến, ông Vũ Đình Trí ở xóm Tây Sơn. Xin mời các ông bà có tên trên lên sân khấu để nhận quà của Bộ Lao động và Thương binh Xã hội. Xin mời các bác cùng chơi. Tăng khỏe à? Tăng chơi đâu? Mai à? Cố gắng lên thôi. We'll be right back.
được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Mai Sĩ Diến, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa lên trao quà cho các ông bà có công. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Cảm ơn đồng chí Mai Chí Diến và cảm ơn Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã có quà tặng cho các bác là người có công với cách mạng. Tiếp theo chương trình, tôi được xin mời 5 em học sinh trường trung học cơ sở và 5 em học sinh trường tiểu học đại diện cho các bạn được nhận thưởng lên sân khấu để nhận quà của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Xin trân trọng kính mời các cháu. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Văn Dậu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nga Sơn, đồng chí Trần Ngọc Quyết, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn lên trao quà cho các cháu học sinh. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Vâng, chúng tôi xin mời đồng chí Lê Văn Dậu và đồng chí Thịnh Văn Oanh. Vâng, xin cảm ơn hai đồng chí. Xin mời các đồng chí. Thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, về với Nga Hải quê tôi, bãi bồi Gò Bẻ đâu rồi cảnh xưa, gió nông thôn mới về quê, niềm tin khối ốc bước qua thói lề, quê ta đổi mới thấy mê, khang trang nhà cửa hà hê cõi lòng, người dân hăng hái đổi thay, muốn mong con cháu mê say học hành, mai sau từng bước trưởng thành, cái nôi Nga Hải quê mình rạng danh. Vâng, bức tranh quê mà cán bộ và nhân dân Nga Hải đã viết lên trong 6 năm xây dựng nông thôn mới. Và để có được kết quả đẹp đẽ đó,
Ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng bộ và nhân dân xã nhà, còn có sự đóng góp tích cực của tập thể và cá nhân. Tại buổi lễ hôm nay, chúng ta vinh danh 10 tập thể, 7 hộ gia đình cùng 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới của xã nhà. Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Đình Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, lên công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các quý vị đại biểu, được sự phân công của ban tổ chức, tôi xin công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban nhân dân xã Nga Hải, số 01 QĐ-UBND, Nga Hải ngày 5 tháng 1, ngày 2 tháng 5 năm 2018, quyết định về việc khen thưởng cho tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2017. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nga Hải, căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ luật thi đua khen thưởng sửa đổi bổ sung năm 2013, theo kết quả họp hội đồng thi đua khen thưởng xã Nga Hải ngày 2 tháng 5 năm 2018, quyết định điều 1, khen thưởng cho tập thể, hộ gia đình, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2017 gồm có các tập thể cá nhân sau đây có danh sách kèm theo. Về mức thưởng cho mỗi tập thể là 1 triệu đồng, mức thưởng cho mỗi hộ gia đình là 500.000 đồng, mức thưởng cho mỗi cá nhân là 200.000 đồng kèm theo khung và giấy khen. Điều 2, kinh phí thưởng in giấy khen khung được trích từ ngân sách xã năm 2018. Điều 3, văn phòng Ủy ban nhân dân xã trực hội đồng thi đua khen thưởng xã, các tập thể, hộ gia đình, cá nhân có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch đã ký phú đồng chí, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Sau đây tôi xin thông qua cái danh sách các tập thể và các hộ gia đình cá nhân như sau. Về tập thể, 1. Nhân dân và cán bộ xóm Đông Hải, 2. Nhân dân và cán bộ xóm Hải Nam, 3. Nhân dân và cán bộ xóm Hải Lộc, 4. Nhân dân và cán bộ xóm Trung Tiến, 5. Nhân dân và cán bộ xóm Bắc Sơn, 6. Nhân dân và cán bộ xóm Tây Sơn, 7. Nhân dân và cán bộ xóm Hải Bình, 8. Nhân dân và cán bộ xóm Cần Thanh, 9. Nhân dân và cán bộ xóm Hải Tiến, 10. Là hội phụ nữ xã Nga Hải. Về hộ gia đình, 1. Là hộ bà Nguyễn Thị My, xóm Trung Tiến, 2. Hộ ông Đặng Duy Cương, xóm Trung Tiến, 3. Hộ ông Đặng Mai Sĩ Cảnh, xóm Trung Tiến, 4. Hộ bà Vũ Thị Cận, xóm Trung Tiến, 5. Hộ ông Mai Văn Khuây, xóm Hải Bình, 6. Hộ ông Nguyễn Phong Niên, xóm Hải Tiến, 7. Hộ bà Đặng Thị Hiển, xóm Cần Thanh. Về cá nhân, 1. Ông Thịnh Văn Oanh, bí thư đảng bộ, 2. Ông Vũ Trường Chính, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 3. Ông Thịnh Văn Đại, phó bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân xã, 4. Ông Mai Ngọc Hậu, chủ tịch mặt trận tổ quốc xã, 5. Ông Mai Sĩ Hà, phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã, 6. Ông Vũ Đình Hoàng, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 7. Ông Mai Thế Lực, công chức địa chính xây dựng, 8. Ông Mai Đình Dũng, bí thư đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, 9. Ông Nguyễn Mạnh Hà, công chức văn hóa xã, 10. Ông Mai Hồng Phong, chủ tịch hội cựu chiến binh, 11. Ông Đặng Xuân Tĩnh, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp, 12. Ông Thịnh Văn Minh, công chức văn phòng thống kê, 13. Bà Nguyễn Thị Ninh, chủ tịch hội phụ nữ xã, 14. Ông Mai Văn Bổn, kế toán tài chính xã, 15. Bà Mai Thị Gian, văn phòng đảng ủy xã, 16. Ông Mai Văn Khanh, bí thư chi bộ Đông Hải, 17. Ông Mai Văn Trúc, bí thư chi bộ Hải Lộc, 18. Ông Mai Thế Bính, xóm trưởng, xóm Trung Tiến, 19. Bà Vũ Thị Quý, bí thư chi bộ Bắc Sơn, 20. Ông Nguyễn Ba Văn, xóm trưởng, xóm Bắc Sơn, 21. Bà Mai Thị Thấy, bí thư chi bộ Hải Bình, 22. Ông Mai Văn Hiểu, xóm trưởng, xóm Hải Bình, 23. Ông Trần Thanh Lịch, bí thư chi bộ xóm Cần Thanh, 24. Ông Vũ Trọng Lữa, bí thư chi bộ Hải Tiến, 25. Ông Mai Văn Long, xóm Đông Hải, 26. Ông Mai Bá Ngọ, xóm Đông Hải, 27. Ông Mai Ngọc Phương, xóm Đông Hải, 28. Bà Mai Thị Quý, xóm Hải Nam, 29. Ông Mai Hồng Cộng, xóm Hải Lộc,
30, ông Mai Văn Tuyến, xóm Hải Lộc. 31, ông Mai Văn Át, xóm Trung Tiến. 32, ông Mai Thế Thi, xóm Trung Tiến. 33, bà Mai Thị Lan, xóm Tây Sơn. 34, bà Nguyễn Thị Chiêm, xóm Tây Sơn. 35, ông Đặng Văn Lương, xóm Hải Tiến. 36, ông Mai Ngọc Nhân, xóm Cần Thanh. 37, ông Mai Văn Tiến, xóm Cần Thanh. 38, ông Mai Văn Tánh, xóm Hải Bình. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng các tập thể và cá nhân. Rồi. Sau đây, tôi xin trân trọng kính mời đại diện các tập thể có tên sau lên vị trí trang trọng của khán đài để nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. 1. Cán bộ và nhân dân xóm Long Hải. 2. Cán bộ và nhân dân xóm Hải Nam. 3. Cán bộ và nhân dân xóm Hải Lộc. 4. Cán bộ và nhân dân xóm Trung Tiến. 5. Cán bộ nhân dân xóm Bắc Sơn. 6. Cán bộ và nhân dân xóm Tây Sơn. 7. Cán bộ và nhân dân xóm Hải Bình. 8. Cán bộ và nhân dân xóm Cần Thanh. 9. Cán bộ và nhân dân xóm Hải Tiến. 10. Là Hội Liên hiệp Phụ nữ. Xin mời đại diện các tổ chức cá nhân vừa nêu trên lên sân khấu để nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban xã. Nhanh lên ông ơi. Các đơn vị Đông Hải, Hải Nam, Hải Lộc, Trung Tiến, Bắc Sơn, Tây Sơn, Hải Bình, Cần Thanh, Hải Tiến và Hội Phụ nữ xã. Tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Thịnh Văn Oanh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Ngải lên trao giấy khen cho tập thể. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Xin trân trọng kính mời đại diện các hộ gia đình lên sân khấu để nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban xã. Một, đại diện hộ gia đình bà Nguyễn Thị My, xóm Trung Tiến. Hộ gia đình ông Mai Sĩ Cảnh, xóm Trung Tiến. Hộ ông Đặng Duy Cương, xóm Trung Tiến. Hộ bà Vũ Thị Cận, xóm Trung Tiến. Hộ ông Mai Văn Khuê, xóm Hải Bình. Hộ ông Nguyễn Phong Điên, xóm Hải. Hộ bà Đặng Thị Hiển, xóm Cần Thanh. Xin mời đại diện các hộ gia đình có tên lên sân khấu để nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân xã. Xin mời các hộ gia đình. Tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Thịnh Văn Đại, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Phó trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Ngải lên tặng giấy khen cho các hộ gia đình. Thank you.
Thank you.